người tàn sát rất nhiều nhân sĩ chánh đạo. Hôm nay chúng tôi thế thiên hành đạo, bắt người phải trả nợ máu này. Cái gì là tàn sát? Bốn tòa chẳng qua chỉ siêu độ hộ qua Tây Phương Cực Lạc thôi. Cấm miệng! Hai bàn tay người đã đẫm máu, phải thành thành và phải điểm thường của mấy trăm mạng người đã chết trong tay người. Không lẽ cho người làm như vậy sao? A Di Đà Phật, Phật Tổ Từ Bi, Phật Lý Cao Thầm Nhất, những kẻ phàm phu tục tử như các người làm sao mà hiểu được? Người không xứng đáng với bốn chữ A Di Đà Phật này. Người giết kẻ vô tội không phải là đệ tử của Phật môn. Người không có tư cách niệm Phật. Phải quấy dựa vào thực lực, công đạo bất tại nhân tâm. Nếu nói Phật Tổ Từ Bi, để ta đưa người đi Cực Lạc thế giới. Thank you.